Cô thân mến chào đón các bạn học sinh đến với khóa học Ngữ văn lớp 7 của trang web olm.vn. Các bạn thân mến, có nhiều con người, sự việc xung quanh để lại cho ta những tình cảm, ấn tượng sâu sắc. Tình cảm đó cứ lớn dần trong ta, làm ta sống sâu sắc hơn. Trong bài học này, em sẽ được luyện tập phát triển kỹ năng viết bài văn biểu cảm bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình về những con người hoặc sự việc như vậy. Cô mời các em cùng vào bài học viết. Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc. Bài học của chúng ta đi theo tiến trình 3 phần. Các bạn sẽ tìm hiểu những yêu cầu đối với bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc. Sau đó, phân tích bài viết tham khảo và cuối cùng thực hành viết theo các bước đầu tiên đến với những yêu cầu của bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc chúng ta có bốn yêu cầu yêu cầu đầu tiên em sẽ phải giới thiệu được đối tượng biểu cảm là con người hoặc là sự việc rồi nêu được ấn tượng ban đầu về đối tượng đó yêu cầu thứ hai chúng mình sẽ nêu được những đặc điểm nổi bật khiến người hoặc sự việc đó để lại tình cảm ấn tượng sâu đậm trong em tiếp theo chúng mình phải thể hiện được tình cảm suy nghĩ đối với người hoặc sự việc được nói đến và cuối cùng trong bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ sinh động giàu cảm xúc để xem những yêu cầu này có được thể hiện trong bài viết như thế nào cô trò chúng mình sẽ tìm hiểu cụ thể thông qua phần phân tích bài viết tham khảo bài viết có nhan đề người phụ nữ hết lòng làm thiện nguyện Em hãy dừng video lại một lát để đọc thật kỹ bài viết này. Đọc xong bài viết, người phụ nữ hết lòng làm thiện nguyện, chúng ta sẽ cùng phân tích. Ngay đoạn văn đầu tiên tương ứng với phần mở bài của bài viết, người viết đã giới thiệu đối tượng và đối tượng đó là ai? Bài viết sử dụng cách mở bài gián tiếp, bạn học sinh trích dẫn một câu ca dao rất quen thuộc: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn." Rồi viết tiếp: "Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay. Em đã được biết nhiều tấm gương về lòng nhân hậu, về những con người đã thể hiện được lối sống tình nghĩa đậm đà." Trong số đó, em không thể quên bà Nguyễn Thị Nhung ở quận Đống Đa, Hà Nội, người phụ nữ hết lòng làm thiện nguyện. Như vậy, đối tượng được đưa đến trong phần mở bài của bài viết chính là bà Nguyễn Thị Nhung ở quận Đống Đa, Hà Nội, người phụ nữ hết lòng làm thiện nguyện. Không chỉ giới thiệu được đối tượng sẽ bày tỏ cảm xúc là bà Nguyễn Thị Nhung, mà bạn còn nêu được ấn tượng ban đầu về đối tượng đó. Em hãy bấm chọn câu văn nêu lên ấn tượng ban đầu của bạn học sinh về bà Nguyễn Thị Nhung nhé. Lần đầu tiên được đọc bài viết về bà trên mục Người Việt tử tế của báo Lao động, em đã thực sự xúc động trước nhân cách cao đẹp ấy và chúng ta thấy được những ấn tượng ban đầu của bạn học sinh về bà Nguyễn Thị Nhung như vậy mở bài bài viết đã thực hiện được yêu cầu đầu tiên đối với bài văn biểu cảm về người hoặc sự việc đó là giới thiệu được đối tượng biểu cảm giới thiệu con người hoặc sự việc và nêu được ấn tượng ban đầu về đối tượng đó tiếp theo đến phần thân bài người viết đã nêu được các đặc điểm nổi bật của đối tượng và tình cảm ấn tượng sâu đậm của người viết về những đặc điểm đó nói đến những đặc điểm nổi bật của bà nguyễn thị nhung trước Chúng ta thì thấy bà Nguyễn Thị Nhung hiện lên với nơi ở, tuổi tác, công việc hàng ngày và những việc làm mà bà đã thực hiện để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Em hãy nối cho đúng các thông tin đó trong câu hỏi sau nhé. Chúng ta có những đặc điểm nổi bật của bà Nguyễn Thị Nhung. Bà sống tại một căn nhà nhỏ trên phố Văn Miếu, và hàng ngày, người phụ nữ 57 tuổi ấy vẫn tần tảo với việc bán hàng ở chợ. Trong một câu văn, em thấy bạn cung cấp những đặc điểm của bà Nguyễn Thị Nhung về nơi sinh sống, tuổi và công việc. Và những việc tử tế của bà đã làm chính là cưu mang, nuôi dưỡng, dạy dỗ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Trong số 13 người con được bà nhận nuôi, có hai người bị tự kỷ, và bà còn tham gia các hoạt động thiện nguyện khác. Chúng ta thấy được ấn tượng tình cảm sâu đậm của người viết về bà Nguyễn Thị Nhung. Đó chính là người phụ nữ tần tào. Điều kiện sống cũng không dư giả gì, nhưng bà vẫn luôn hết lòng, hết sức, chia sẻ, đem lại niềm vui cho những mảnh đời cơ cực. Bởi bà tâm niệm, với tôi, cuộc sống phải biết sẻ chia, cho đi thì mới thật sự ý nghĩa và đáng để sống. Việc người viết trích dẫn chính quan niệm sống của bà Nhung cho thấy ấn tượng sâu đậm về suy nghĩ và quan niệm ấy. Tiếp theo, người viết nêu lên ấn tượng về bà Nhung bằng cách cảm nhận việc làm của bà. Chính là nhờ tấm lòng yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc hết mực của mình, bà đã dần dần giúp cả hai đứa con tự kỷ có một cuộc sống như bao người bình thường khác. Với những người con đó, bà là một người mẹ tuyệt vời, người mẹ không có công sinh nhưng có công dưỡng người đã mang lại hạnh phúc, niềm vui cho cuộc đời họ. Việc làm thiện nguyện không hề dễ dàng, tuy đã tuổi cao nhưng bà không quản ngại khó khăn, lặn lội đến những vùng sâu, vùng xa trao quà cho người dân miền núi. Bà đã tham gia nhóm thiện nguyện Mùa Thu và những người bạn để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, bất hạnh ở các bệnh viện Hà Nội. Hàng tháng, bà quyên góp gạo để nấu cháo phát cho bệnh nhân vào mỗi dịp cuối tuần bà thường dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị những suất cháo đem tới cho bệnh nhân. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt phúc hậu của bà khi tận tay chào những suất cháo cho bệnh nhân, có lẽ không ai không cảm thấy ấm áp và xúc động. Như thế, trong phần nêu các đặc điểm nổi bật của đối tượng và tình cảm ấn tượng sâu đậm của người viết về những đặc điểm đó, chúng ta đã thấy bạn học sinh triển khai ở phần thân bài khi đó các từ ngữ được sử dụng rất sinh động giàu cảm xúc chúng ta có thể kể đến các từ ngữ như là tần tảo đem lại niềm vui cho những mảnh đời cơ cực người mẹ tuyệt vời người đã mang lại hạnh phúc niềm vui hay là không quản ngại khó khăn lặn lội đến những vùng sâu vùng xa hoặc nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt phúc hậu. Cuối cùng, trong đoạn văn ở phần kết bài, người viết khẳng định lại suy nghĩ, tình cảm đối với đối tượng. Em rất cảm phục và kính trọng bà, người phụ nữ tuy không thân quen nhưng với em lại rất đỗi gần gũi, ấm áp. Với những việc làm có ý nghĩa đối với cộng đồng, bà Nguyễn Thị Nhung đã góp phần làm cho xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp, nhân văn hơn và bà đã được vinh dự nhận danh hiệu người tốt việc tốt do chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với bà chính là tình cảm yêu mến, quý trọng của mọi người. Nhiều người gọi bà là bà tiên giữa đời thường. Như vậy là từ bài viết tham khảo, chúng ta có thể quay trở lại nhìn lại một lần nữa. Yêu cầu của bài viết, bài văn biểu cảm về con người hoặc sự vật có thể thấy, bài viết tham khảo về bà Nguyễn Thị Nhung hoàn toàn đạt đầy đủ yêu cầu đối với một bài văn biểu cảm về con người hoặc là sự việc. Sau khi đã phân tích bài viết, chúng ta sẽ bắt tay vào viết. Cụ thể, em sẽ thực hành viết như thế nào, chúng mình đón đợi trong video tiếp theo các bạn nhé. Còn bây giờ, cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong phần thứ hai của bài học này trên trang web olm.vn.